Chào tất cả anh em, mình là Tài Ba Độ. Hôm nay mình làm clip SEOBO. Nhưng mà đầu tiên thì mình muốn gửi lời đến 500 anh em đã subscribe kênh YouTube của mình em nhé. Chính xác ra là 500.000 anh em đã subscribe kênh YouTube của mình. Thì thời gian qua có rất nhiều anh em hỏi là: anh ơi, tại sao là em thấy mỗi hôm anh đăng bô ở một chỗ, rồi bô ô tô một chỗ, rồi xe máy ở một chỗ, thì shop anh nó ở chỗ nào và nó như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ quay tất cả shop mình có như nào cho anh em xem nhé. Đó. Thì bên mình vừa setup xong cái chỗ treo đuôi gió ô tô và bô độ ô tô này. Khu vực ở trong kia thì là mình sẽ bày xe phân khối lớn nhá. Những chiếc xe shop mình bán ấy. Xe thì shop mình vừa về rất nhiều và bán cũng gần như là hết rồi. Hết xong shop mình lại nhập tiếp. Đó. Chỗ này thì là bày đồ chơi này. Vẫn là những cái bô ô tô em nhá. Những bô ô tô rất là đắt tiền này, mình sẽ quay gần lại cho em một chút này. Những cái quả bô ô tô rất là đắt tiền. Đó, thời gian tới thì trên này thì mình sẽ treo những cái bộ bô ô tô nữa. Đó, hàng đang về. Kia là thế giới bô độ này. Còn nhiều cái ảnh nó lại ở bên này anh em nhé. Tài Ra Sinh này, nơi chấp cánh những đam mê. Đó. Cái thang này thì hôm qua bằng cái biển anh em vẫn chưa cất đi. Đây shop mình có làm mình để nguyên thế thôi, mình không dọn dẹp gì cho nó đẹp cả. Như nào thì nó vẫn thế anh em nhé. Đây là cái chỗ ngồi mà anh em đến độ bô ô tô, độ bô xe máy hoặc là mua xe sẽ ngồi đây. Đó, ngồi đây chờ. Ở đây khu vực là cô em nó đang hàn của bô. Thì phần bên này là phần là thằng Tụt đây. Anh em nhớ thằng Tụt không? Thằng Tụt quay về làm với mình rồi anh em nhá. Đó, trước nó nghỉ gần một năm thì bây giờ đã quay lại rồi. Đây là treo cổ bô này, nhớt này, những cái đồ phụ kiện, phụ gia các kiểu. Đó, rất nhiều góc nên là rất nhiều anh em tưởng là mình đăng shop ảo. Và có lẽ là cái phần mà anh em ngóng nhất là bô xe máy đúng không? Đây, bô xe máy thì lại ở trên này cơ. Đó, là phải đi vào trong nhà. Nếu anh em nào chưa biết phòng làm việc của mình thì đây mình sẽ quay qua một chút phòng làm việc nhé. Đó, anh em mình sẽ YouTuber Tài Ba Độ này. Hai máy tính làm việc này, ghế ngồi. Nói chung là cũng đơn giản thôi, không có gì cả. Đó. Thế đây là chỗ mình bày bô xe máy. Thì bô xe máy với bô tô mình bày riêng ra, mình không nằm lẫn lộn anh em nhé. Đó. Mình sẽ quay xa một chút cho anh em xem. Thế bây giờ anh mình vào vấn đề chính luôn nhé. Hôm nay mình sẽ sale bô cho anh em giá cực kỳ tốt luôn. Thì thời gian qua là những cái bô mà hot được sale rất là nhiều, đó là những cái Akavat này, thì mình nói luôn cái Akavat nhé. Đấy, Akavat sơn nhúng carbon cộng cổ bộ hơi xịn 2.800.000. Bình thường là bên shop mình chỉ sale cho anh em là còn 2.400.000 thôi em nhé. Đó, nó còn màu bạc của em này. Đa số anh em thích màu bạc hơn màu đen. Đó, anh em này hai màu này. Bình thường shop mình chỉ sale cho em là 2.400.000. Và lần này nhân dịp shop mình đạt 500.000 subscribe, kênh YouTube của mình đạt 5, kênh YouTube của mình đạt 500.000 subscribe, thì mình sẽ sale cho em giá con này là còn 2.200.000 full cổ. Anh em nhé, 2.200.000 full cổ. Anh em thông cảm nhé, đây mình đang cầm điện thoại quay nên là có những cái đoạn mà mình nói nhanh quá nó hơi vấp, thì anh em thông cảm mình một chút. Tiếp theo nữa là cây Akamovic 2.600.000 full cổ bộ hơi xịn. Shop mình sale cho anh em là còn 2 cổ em nhé, 2 triệu đấy. Còn 2 màu này em nhé, 2 triệu anh em lấy màu nào thì lấy. 2 triệu là full cổ xịn anh em nhé. Tiếp theo là cây Akamovic chày 1.950.000, sale cho anh em là còn 1.500.000 full cổ xịn anh em nhé. 1.500.000 full cổ xịn. Đó, giá rất chi là hợp lý cho anh em chơi luôn. Thì đa số anh em nắp con Akavat kia thành rất nhiều. Tiếp theo nữa là sale cho anh em cây Akamovic HP đi. À, có cái ốp ở đây. Nó gần giống loại Akamovic 63 ấy. Nhưng mà có cái ốp ở đây. Có bản màu xanh nữa em nhé. Đây, bản màu xanh ở đây. Đó, có hai bản màu xanh, màu bạc. Thì anh em lấy xong mình sale cho em là còn 1.600.000. Con này là 2.050.000. Sale cho anh em còn 1.600.000 anh em nhé. Tiếp theo nữa là những cây Rossi này, anh em nhìn này. Những cây Rossi. Đó. Rossi này nhá, Rossi này có lon dài luôn nhá. 1.850.000 sale cho anh em là còn 1.400.000 em nhá. 1.400.000 một cây Rossi full cổ bầu. Đó. Anh em thích Rossi thì chơi những cái con Rossi này. Đây những hóa đơn mình viết gửi đi cho khách này, mỗi phút đây. Xem một cây gì sale được cho anh em nữa không nhỉ? Chắc là gần như là hết rồi, tại vì là giờ 1 thì chưa về kịp anh em. Giờ 1 thì còn có một vài cây thôi, cho nên là mình quyết định mình không sale. Đó. À đây, còn hai cây anh em còn nhớ cái cây này không? À, cây này là trước bên mình đặt bên xưởng là thiết kế riêng cho bên shop mình đây anh em nhìn này. TBD này, em này, logo của mình nhá. Đó, TBD, còn hai cây anh ạ. Còn hai cây này. Lỗ cực kỳ hay luôn, nói thật với anh em cực kỳ hay luôn. Bên mình đặt chất lượng cực kỳ cao. Full bộ 2.800.000.
để cho anh em 2 triệu. Còn nào bớt anh em 1 triệu luôn, còn 2 cây duy nhất anh em chốt thì chốt nhá. Lắp được mọi loại xe, Exciter, Winner đó, đều ok hết anh em ạ. Còn 2 cây duy nhất thôi. Bộ TBD em nhá, 2 cây duy nhất bên sau mình. Còn cái gì nữa không nhỉ? Mấy IBV thì hết rồi, chưa về kịp đây. SC chưa về kịp. Ở đây mình sẽ nói còn đây mình còn mấy cây bộ cũ đi. Bộ cũ để cho anh em giá tốt luôn đi. Đây em nhé. Leo này em này. Có hai bô leo. Hai cây bô leo. Hàng rep 11 em nhé, carbon xịn chống bỏng bô. Hai cây bô leo này. Anh em nào chốt con này là 99,99%, anh em nào chốt thì là 1.800.000 full cổ bầu xịn em nhé. 1.800.000 full cổ bầu xịn anh em nhé. Bô leo carbon xịn. Còn cây AKR1 đầu carbon xịn này, thân ốc carbon xịn này, con này 99,99% luôn, còn là gần như mới, lắp đi được có như là 5-70 cây thôi anh em nhé. Anh em nào lấy full cổ bầu quả dầu 15V3 thì để cho anh em con này là 2.800.000 anh em, 2.800.000 là full cổ bầu xịn rồi em nhé, full cổ bầu xịn rồi đó. Anh em nhìn này, như mới 100% luôn, 2.800.000. Cái bộ này rất đắt tiền em nhé, hàng bản đắt tiền đấy, đầu carbon, ốp carbon xịn luôn đấy, đó là 2.800.000 full cổ bầu xịn. Xem còn cái gì nữa không? Chắc là lần này sale mình chỉ sale mấy mẫu đấy thôi, không còn nhiều anh em ạ, không còn nhiều mẫu nữa. Đây là mình chỉ sale mấy cây vậy thôi. Đa số thì anh em bây giờ toàn chơi là AKVAT em ạ. Thật sự với anh em là coi AKVAT này nó quá đẹp và lổ nó quá hay luôn. Em đợi chút cho mình xếp ra ngoài một chút. AKVAT thì bên mình có rất nhiều, anh em cứ thoải mái mà mua. Đó. Cực kỳ đẹp luôn anh em ạ, lên phù hợp với tất cả các loại xe, từ Way này, từ Exciter, từ Winner, G15 V3, Z300, G3. Tóm lại là con nào lên cũng rất là đẹp. Lần này xong mình đây. Còn cây SCN1 em nhé. Đây, SCN1 đây. Đây là hàng nhập khẩu cao cấp anh em nhé. Chứ không phải là hàng siêu, chưa phải là hàng siêu cấp, hàng chất lượng nhất đâu. Nói chung là cũng là hàng nhập khẩu thôi, chứ không phải hàng Việt Nam gia công. Hàng Việt Nam gia công thì có mấy trăm nghìn thôi. Con này thì nói chung là hàng cũng ok. Cả full cổ bầu xịn 2.6 triệu sale cho em là còn 2 triệu em nhé. Đó, anh biết là cổ bầu xịn là tiền triệu rồi, chứ không phải là cổ bầu 1-200 nghìn đâu. Nên là rất nhiều anh em cứ so sánh giá. So sánh giá đó là vô vàn lắm anh em ạ. Hết rồi, chắc là hết rồi anh em ạ, không còn nhiều nữa. SC mình sẽ nói lại này. Đầu tiên là cây AK chày này này là còn cho anh em là còn 1.500.000 này. AK VAT 2.800.000 là còn 2.2 này. Hai cây bô leo này 1.800.000 full cổ này. Con AK1 kia. Con AK1 này là 99% này là còn 2.800.000 full cổ này. Đây còn cây AK này nữa, AK đùi gà to này nữa. Cái con này anh em nào lấy là 1.500.000 full cổ xịn luôn em nhá. Con này chỉ mới tầm 80% thôi. Không được đẹp lắm, tóm lại là nhìn cũng ok, lổ rất hay luôn, nhưng mà nó là mạ titan nên là nó theo thời gian ấy thì nó sẽ bạc đi. Đó, tiếp theo nữa là cây AKHP này là còn 1.600.000 này. HP thì có hai màu anh em nhé. Đó. Tiếp theo nữa là AK Movic lục giác này là còn 2 triệu này. SCS1 là còn 2 triệu này. Đó. Anh em nào nhanh tay thì chốt cho mình nhá. Và hai cây TBD nữa. Ok, cái cuối clip này thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn lại một lần nữa đến với tất cả anh em đã ủng hộ kênh YouTube của mình thời gian qua. Anh em nào có nhu cầu mua bán xe máy này, độ bô ô tô này, thay nhớt chăm sóc động cơ này, độ bô xe máy này thì cứ liên hệ mình. Để sau mình làm tương đối là nhiều mảng nên là mỗi hôm anh em thấy, hôm nay thì thấy anh Tài đi lắp bô nhiều thế, sau lại thấy đi bán xe nhiều thế, sau lại thấy đi lắp bô ô tô nhiều thế, thì mỗi hôm thì mình sẽ đăng một mảng lên, tại vì là cái lượng khách của bên mình nó rất là đa dạng anh em nhé. Đó, anh em đang cày cổ bô để phục vụ anh em, chuẩn bị chốt những cái đơn hàng sale lần này. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình nhé.